sinh ra thì hơi nhỏ, nước ít nên có nhiều thương lái thì không mua. Nhưng mà mình thấy ở đây người dân ở An Quang Hữu rất là thích uống dừa sim dây này các bạn. Rồi để đợi mình sẽ hỏi thím Hai coi. Thím Hai ở đây thì cũng là trồng dừa và bán dừa nước luôn, để xem coi hỏi coi ở đây giờ thím Hai bán dừa và bán giống rồi để cái ý kiến nhiều người cho thế nào nha. Rồi chúng ta cùng nhau đi lại hỏi thím Hai coi thế nào nha. Hỏi dừa thím Hai cây dừa sim dây nó uống như thế nào. Đi nào. Dừa này bán thím Hai bán nhiêu trái vậy thím Hai? Dạ được bán cho nó có 2 ngàn. Này giờ mua nhiêu? Dừa sim dây hả? Sim dây. Hả? 25 ngàn. 25 hả? Con này ta đang mua dừa sim dây 25 ngàn. Ủa? 25 ngàn. Trái 3 ngàn. À, trái 2 ngàn hả? Ờ. Dừa này tuy nhỏ nhưng mà cũng nước rất là nhiều. Rồi, cho 13 trái đó. Rồi. Rồi, cho thêm 2. 20 cũng đủ. Để thêm 2 chặt cho một trái. Thì cho mình quay. Đó, rồi thế mai mọi người thấy không, đâu phải là dừa nhỏ mà cũng nhiều người ưa chuộng ha. Hai em trai này mua về uống nè. Vậy cái này dừa này mình bán lẻ thế mai? Bán lẻ không mà con đi đó, đến nay đi chợ bán. Mọi người thấy không? Cái này nó nhỏ quá, lái nó không có lái nó không có mua. Ủa dừa này là lái nó không mua hả? Rồi hả, thứ hai đi chợ bán lẻ à, đâu cứ uống thử rồi thứ hai bữa cá. Các bạn thấy không, là ở đây là dừa sim dây của thím Hai nè. Của con đó. Cây dừa hút vô. Bì với yên ly và đường á. Của con 27 ngàn. Của con 27 ngàn dừa dứa. Còn thằng này 25 ngàn. Đó, thím Hai ở đây có nhiều dừa nè. Cái này là dừa gì thím Hai? Dừa cái này là sim xanh đó kinh. Dừa sim xanh. À, xanh. Mà ở đây dừa thím Hai là có mấy loại dừa lận? Thím Hai thì cũng 4-5 loại lận. Dừa sim dây nè. Rồi dừa này dừa sim lục hả? Sim lùng. Sim lùng. Rồi sim lục. Sim lục. Rồi sim tâm quang. Rồi sim tâm quang hả? Rồi sim dứa. Mà thím Hai là thấy loại dừa nào mà bán được nhất, người ta phá nhất thím Hai? Thím Hai thấy thì cái nào cũng bán được hết trơn. Gì nữa hả? Mình tới đợt cái thì mình cái nào già mình đốn vô cũng bán được hết trơn à. Dạ. Tại thím Hai trồng là để bán nước hay là người ta mua giống rồi người ta phải giống hả? Thím Hai á hả, cũng như là cái nào tốt thì thím Hai để giống. Dạ. Còn cái nào như dạng cái trái dài xốp xốp gì nè. Dạ. Mình chặt ra đây mình bán thì ai mua thì mình bán nguyên trái, còn ai không lấy thì dạ. mình chặt ra ly. Dạ. Tới vậy đó. Ở đây thấy thím Hai bán dừa tươi là người ta thích uống nhiều ha. Bán đây bán dừa tươi được lắm. Dạ. Dừa nhỏ nhỏ xíu luôn kìa. Đó, bây giờ mình uống thử coi. Đây, ở đây là trái dừa sim dây của thím Hai ở luôn người bán các bạn. Xã này vừa thím Hai vừa bán vừa nước nè. Ở đây thì lái thì người ta không thích nhưng mà người dân ở đây thì rất là thích uống. Để thím Hai cũng mới chặt cho mình trái để uống thử nha. Như thế nào nha. Trái này cũng nước cũng nhiều mà nó rất là ngọt à. Mà trái này đổ ra là khoảng nửa ly không thím Hai? Nửa ly không? Cái ly này chắc không tới nửa ly rồi, chắc cỡ chị thì phần 3. Này chắc làm bán ly nước chắc được à. Cái này nhiều nước đầy với mình để đá vô là được không? Là dừa, làm thấy không? Một trái dừa này nè mà bỏ nước đá với đường vô là uống có thể làm thành một ly. Thấy ở dừa phía sau lưng này là dừa thím Hai trồng đó, đó là xà trái nha. Đó là sim lửa đó. Dạ, sim lửa hả? Cái đó là sim lửa. Đây là con thím Hai có bán giống đó mọi người. Đó. Rồi mình các bạn nào thích thì mua giống về trồng đi là uống nước ngon. Này dừa sim dây là khoảng một bồ là khoảng 100 mấy trái không thím Hai? Khoảng 100 trở lại à. Cái quầy chắc chắc cả 100 mà. Từ giờ bán cũng bộn rồi nè. Nãy giờ thím Hai là bán cũng bộn rồi đó. Bán bán dừa này là một quầy này thím Hai vào để bán lẻ các bạn. Mà thím Hai bán ở đây rồi bán ngoài chợ nữa hả? Bỏ nghe nói nãy nói là ngoài chợ nữa. Thì thím Hai sáng là đem ra chợ bán hai quầy. Dạ. Hai quầy rồi giờ này mình chặt vô ai lại mua mình bán, ai hỏng mua sáng mình đem đi chợ. Mà thấy uống một trái vậy vừa chứ. Đây đây thím Hai hai trái con à, dạ, là cưng uống mà hai trái là vừa. Sức mình uống hai trái à.
Rồi để xem thứ hai chặt thế nào nha. Đây cái gáo nó bị lắm nè, mọi người thấy không? À, cái dừa dừa xin dây là cái gáo còn nhỏ vậy nè, đó mọi thấy không? Đây không? À, là cái trái này rất là ngon. Tại nó nhiều trái quá nó bị lớn chứ theo mà nó chừng 40 trái nó bự lắm. Chà, tại vì nó nhiều trái quá phải không? Nó nhiều trái á, nó hơi nhỏ chứ mà nó chừng 40 trái nó bị lớn nè. Ồ này. Dạ dạ. Thì quay về này không? Dạ, bà này. Nè, nói chừng 40 trái nó bị lớn nè cưng. Ủa này là cái gì cũng cái có này hả? Xin xanh mình á. Xin xanh đều, hả? Hả? Cái quầy này cả trăm á. Ồ. Quầy này chỉ cả trăm quá. Quá trời nè. Khiếp thì chứ. À, các bạn hồi nãy mình quay cho bạn xem là cái ý kiến uống dừa sinh dây. Các bạn nhiều người ý kiến thì nói dừa sinh dây nước ít nhỏ là nhiều người không ưa chuộng, nhưng mà thật sự là người dân ở đây là rất là thích uống dừa này và có thể làm để nước uống rất là ưa chuộng ở đây ha. Rồi thứ hai là chuyên bán dừa nước ở đây thì có nhiều người rất là thích, nên là dừa này thì mình thấy cũng là sở thích của từng người thôi. Đó là mình cho giới thiệu các bạn clip này để mọi người tham khảo về dừa nha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like và chia sẻ để nhiều người xem ha. Rồi chào tạm biệt, để bạn hãy like để xem nhiều clip mới của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Tạm biệt, chào các bạn.